4 giọng ca đầu tiên đã lộ diện vào tuần trước. Họ đã tạo nên những màn song ca đầy màu sắc âm nhạc, đầy cung bậc cảm xúc. Song ca giấu mặt tuần này sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị 4 giọng ca tài năng còn lại. Họ là 4 bóng dáng chưa được cài phá. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Có lúc khiến ta buồn chán, muốn khoanh tay quay mặt cho mà. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài. Nhưng họ sẽ không biến hát với ai, hát bài hát gì và hát vào lúc nào. Hai người chơi nào sẽ bước tiếp vào vòng song đấu để trở thành người chơi chiến thắng sau cùng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt. Và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và đêm nay sẽ là phần 2, chúng ta tiếp tục chào đón sự lộ diện của 4 người chơi. Họ sẽ song ca với 4 nghệ sĩ khách mời. Bây giờ thì hãy cùng Khanh xem lại những hình ảnh rất đẹp của tuần trước. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Vì đâu mê say phồn hoa, như áo gấm sang long lanh. Ôm rách nát không tâm linh. Trắng xóa cho tâm tư những tháng ngày qua. Đó là những hình ảnh của tuần trước. Còn tuần này anh Hồ Trung Dũng sẽ lựa chọn nghệ sĩ nào ạ? Dũng sẽ xin mời Duyên Quỳnh cùng hát với lại thí sinh tiếp theo ạ. Dạ vâng. Duyên Quỳnh sẽ là người mở màn cho phần 2. Và ca khúc còn lại của bạn là Giấc Mơ Cánh Cò. Và bây giờ thời gian dành cho Duyên Quỳnh bắt đầu. Quỳnh đã lựa chọn căn phòng số 8. Xin mời Duy Quỳnh. Gió chiều còn em thích vẽ tranh.
trắng dài cánh bay bên cánh đồng xanh. Cò bay núi cao biển sâu biết đâu cò về. Cò bay có nghe lời ru ý ơi à ơi. Cò bay biết sao gặp nhau. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Tuy đây là tiết mục song ca nhưng chúng ta sẽ chấm điểm dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của các người chơi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện để biết nhiều hơn về cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Bạch Công Khanh, chào các anh chị khách mời, chào các anh chị, các bạn có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em tên là Thùy Linh, đến từ Quảng Ngãi. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Khanh xin chào Thùy Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh mời chị Khánh Ngọc trước. Ngọc thấy là Thùy Linh hát rất là điềm đạm, mặc cho người kế bên hoặc là xung quanh nhoi ơi là nhoi, nhưng mà Linh vẫn rất là điềm đạm, xử lý ca khúc rất là nhẹ nhàng mà giọng không hề mỏng nha, giọng rất là dày. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Không biết anh Hồ Trung Dũng nghĩ sao? Anh ấn tượng những cái luyến của em làm cho anh gợi nhớ đến một ca sĩ rất là thích, đó là chị Như Quỳnh. Như Quỳnh đúng, nó giọng dày, cũng cái sự bén trong cái giọng đó. Và anh rất là nể phục khi mà cái những câu luyến đó của em nó cực kỳ là chuyên nghiệp, cực kỳ là mượt, nó vào tai, nó vào lòng mình lắm. Mời chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Cái cách em hát, cái cách nhả chữ, cách em xử lý bài hát Giấc Mơ Cánh Cò này, anh thấy một cái rất là riêng của em. Và bên cạnh đó phải cảm ơn Duyên Quỳnh. Ở giọng em có một cái độ bay, cái độ bay nhẹ nhàng ở trên, thì
bé Linh có một cái sự vững chãi nền nã. Hai bạn có hai cái giọng kết hợp với nhau ở trong ca khúc này đã tạo nên một ca khúc rất là đặc biệt với anh. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Và bây giờ, Khanh mời quý vị chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của Duyên Quỳnh. Bạn sẽ lựa chọn ai là nghệ sĩ tiếp theo biểu diễn? Dạ, em vẫn nghiêng về cái sự lịch lãm. Em chọn là anh Dũng ạ. Anh Hồ Trung Dũng sẽ tiếp tục. Đá banh qua lại vậy cứ. Dạ. Mê anh Dũng rồi. Chúng ta còn một bài nữa đó là Chân tình. Đúng rồi. Không biết anh Trung Dũng sẽ lựa chọn căn phòng số mấy? Yeah, còn Nam không? Yeah. Rồi phòng kia thả tim nãy giờ rồi, đó. Phòng số 2 kìa. 10 giây của anh Hồ Trung Dũng bắt đầu. Chọn. Anh đã chọn căn phòng số 2. Và bây giờ là Chân Tình, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên. Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai giữa hoang tàn lãng quên. Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Chưa từng có những phút lìa xa, dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Xuân cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. You too.
chia xa, dấu khuôn mặt trên vai anh khắc họa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho quý vị. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới bốn quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, gửi lời chào Bạch Công Khanh cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng, bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu, cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Ngày luôn. Dạ. Hay vậy? Bây giờ đó, đố thử đi anh Vũ. Anh Vũ nhớ được anh chương trình nhớ đó là không gì à? Không? Cái sự kiện gì xảy ra ngày hôm đó vậy em? Ở đó là Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy anh Dũng là khách mời tới tham dự chương trình tại bệnh viện. Và Ngọc Vũ được chọn để hát chung với anh Dũng ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà được song ca với anh Dũng. Cũng như là từ cái lần đó đã tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê trên con đường ca hát của Ngọc Vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Dương, hy vọng là lần sau mình hát chung không phải 10 năm nữa. 10 năm chung nhau lần hơi bị hiếm. Ủa Vũ ơi, Vũ à, cho chị hỏi là em đến bệnh viện Tai Mũi Họng và với cái tư cách trong hôm đó là sao? Dạ xin được chia sẻ là Ngọc Vũ hiện tại đang là bác sĩ gây mê ở khoa phẫu thuật bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị nghĩ là chỗ nhìn em giống như chị tưởng tượng đến Trả Nợ Tình Xa, nghĩ đến rêu phong đồ này nọ, những quằn quại rốt, mà hôm nay em hát chân tình. Có một cái điều mà chị khen ở đây á, là em á, khi mà em hát với anh Dũng á, em rất là biết cách, là có nghĩa là cả hai cùng nương tựa vào nhau, biết khi nào mình phải hát và khi nào mình phải nương qua lại, bè qua lại. Và hôm nay anh nghĩ sẽ là một cái kỷ niệm đẹp, một cái kỷ niệm rất đẹp nữa của hai anh em, bởi sự kết hợp với nhau ở ca khúc này. Và em phải thật sự em phải cảm ơn Hồ Trung Dũng rất là nhiều, bởi vì anh Dũng đã nép lại một xíu và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Dạ. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình quý vị nhé. Quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ Khanh mời anh Hồ Trung Dũng sẽ tiếp tục lựa chọn nghệ sĩ bước lên sân khấu biểu diễn. Từ đầu khi mà được nghe là chương trình này có bài hát Sa Mưa Dông là anh rất là háo hức, rất là mê rồi. Cho nên là anh xin được chọn người tiếp theo sẽ là Khánh Ngọc. Sao anh không nghe Sa Mưa Dông trước? Để cuối đi em ạ, đúng dạ, không? Vâng ạ. Thế thì bây giờ chúng ta chịu khổ trước đi ạ. Khổ vì yêu nàng. Không biết là ai chịu khổ vì yêu tôi đây. Ô, còn số 4, số 5 mà rất là may mắn là các bạn nam vẫn còn đây. Yeah. Chị Khánh Ngọc sẽ có 10 giây. Thời gian của chị bắt đầu. Khó nha, đó là các vòng số 4. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc
Khổ Vì Yêu Nàng với tiếng hát của ca sĩ Khánh Ngọc và người chơi trong căn phòng số 4. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Xin mời.
Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào anh Khanh, em xin chào chị cũng như tất cả quý vị khán giả. Tên của em là gì ạ? Dạ, em tên là Hồ Tuấn Phúc ạ. Hiện tại em đang là ca sĩ tự do. À, hay hay không thì chị không biết, nhưng mà chị thấy là cái bài này rất là giải trí ạ. Không biết các khách mời bên dưới nghĩ gì ạ? Anh thì đã làm việc với Phúc rất là nhiều rồi, hát chung chương trình rất là nhiều. Và cái năng lượng của em vẫn như vậy, và em vẫn luôn đem đến cho khán giả những cái màn trình diễn thật sự là cuốn hút. Và ở đây mình thấy hai cái người diễn á, rất là tận hưởng cái giây phút trên sân khấu đó, đúng không? Nó cũng hơi có lúc loạn trợ này kia, nhưng mà đó chính là cái hay, cái vui của đó, cái là nhìn được coi là hai bạn đang đoán làm gì với nhau, động tác sao. Lúc thì trúng, lúc thì trật. Anh thích nhất là lúc mà Khánh Ngọc hỏi sợ chưa, anh trả lời là chưa. Dạ. Cho nên là hy vọng là hai chị em vẫn còn ở dưới Dương Quỳnh nó sợ. Dạ không, tại vì tiết mục này là em kiểu hát mỏi tai. Dạ, tại vì em ngồi với em quẩy quá trời quẩy luôn. Phúc á, là em cũng đã làm việc rất là nhiều ở ngoài rồi, thì em nghe Phúc hát ballad không à. Em nghĩ Phúc là kiểu một hoàng tử ballad đứng tại chỗ, nhưng mà hôm nay thì em thấy Phúc là một người hoàn toàn khác, thì em rất là bất ngờ. Rất là bất ngờ với Phúc ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc mừng cho Hồ Tuấn Phúc, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục những điều hấp dẫn tiếp theo. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ là ca khúc Sa Mưa Giông của anh Quốc Đại cùng với người chơi trong căn phòng số 5. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cô mẹ xuôi mái lá nghèo cũng đứng dù siêu. Dẫu mà còn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không heo mới mưa dầm, mày lại cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh, đợi dưới trong mỏi mòn, ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm câu. Cha con dầm mưa,
mưa, tàn cơn mưa dầm. Mẹ gần về chưa? Anh, ba mẹ mình lâu về quá. Trời mưa vậy á, là nước dâng ngập hết rồi, nên ba mẹ không về dẫu được. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rủi mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng mấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mấy mưa dầm, mày lại héo. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo, cây cầu cha bắc qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thưa buồn, con vài đứa đó cũng lạnh lùng, bỏ mặc dòng sông nâng không có giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhang bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trân gian bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Thế nào tia nắng cũng lớn trân giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới bốn anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương lúa Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, cho sẵn chớn cho chị nói luôn, chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến nó chín mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê đó. Chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê, và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Cảm ơn. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng, hát dân ca Nam Bộ không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. Em xử lý khác với anh Đại, nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà. Anh hình dung được cảnh trong nhà luôn, và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần. Thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa, cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa. Quý vị thân mến, như vậy là người chơi thứ 8 đã lộ diện. Và bây giờ Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút. Trước khi quay trở lại chương trình, Khanh sẽ công bố cho quý vị biết kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho các người chơi.
Thưa quý vị, và sau 2 tuần phát sóng thì đã có 8 người chơi lộ diện. Bây giờ điều bí ẩn sau cùng chính là bảng điểm. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ hướng mắt lên màn hình chính của sân khấu. Với căn phòng số 1, tiếng hát Duy Long đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là... Hết hồn, số không hết hồn. Rất là cái vậy. Và đó là... Ôi, wow. Và bây giờ là căn phòng số 2 với tiếng hát Ngọc Vũ. Bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Ngọc Vũ là... Chúng ta cùng đến với căn phòng số 3, tiếng hát Đỗ Quốc Hương. Bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Đỗ Quốc Hương là 87%. Tiếp theo là căn phòng số 4 với tiếng hát Hồ Tuấn Phúc. Hồ Tuấn Phúc đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Chúng ta cùng đến với căn phòng số 5, tiếng hát Thanh Tùng. Thanh Tùng đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là 100%. Áp lực quá kìa. Và đó là 100%. 94%. Cục Khanh đến với căn phòng số 6, tiếng hát Lê Thị Ngọc Châu. Ngọc Châu đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Bây giờ là căn phòng số 7, tiếng hát Phạm Đồng Diệu Ly. Bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly là 92%. Bây giờ là căn phòng số 8 với tiếng hát Thùy Linh. Thùy Linh đã nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng biết được hai người chơi có bình chọn cao nhất của khán giả tại trường quay là căn phòng số 5 và căn phòng số 7. Chúc mừng Thanh Tùng và Diệu Ly. Chúng ta hãy gửi lời chào tạm biệt đến 6 người chơi còn lại nhé. Xin chào Duy Long ở căn phòng số 1. Xin chào Ngọc Vũ ở căn phòng số 2. Xin chào Đỗ Quốc Hương căn phòng số 3. Xin chào Hồ Tuấn Phúc căn phòng số 4. Xin chào Ngọc Châu căn phòng số 6. Và Thi Linh căn phòng số 8. Và chúc mừng cho Thanh Tùng, Diệu Ly là hai tiếng hát được bước vào màn song đấu cuối cùng. Thưa quý vị, ở màn song đấu thì chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc của người chơi có bình chọn cao nhất từ phía quý vị khán giả tại trường quay. Và đó chính là Thanh Tùng với 94%. Tuy nhiên chúng tôi vẫn rất muốn biết Diệu Ly đã mang đến chương trình ca khúc gì. Dạ, em mang tới chương trình ca khúc Cỏ Úa. Cỏ Úa. Thế còn Thanh Tùng? Đến với chương trình thì em cũng mang đến ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm. Theo luật chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm là ca khúc song ca trong màn song đấu này. Và chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để cho Thanh Tùng và Diệu Ly lui vào trong để chuẩn bị cho tiết mục song đấu. Quý vị cùng chờ đợi nhé. Bây giờ là màn song đấu của Thanh Tùng và Diệu Ly. Hoài một bóng người
thuyền đổ bến tình ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn. Con thuyền đổ bến tình yêu, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn. Âm thầm như nước về khơi, lòng trót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn. Phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly, nhấn phím A. Thanh Tùng, chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của bốn khách mời về tiết mục này.
Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp. Bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ. Và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng, đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó hoa say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về, nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, rất rõ nét. Nhưng mà không vì thế giọng bạn lu mờ mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng. Còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa. Và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giống mặt. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là 10 triệu đồng tại song ca giấu mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi song ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Thưa quý vị, đến đây thì song ca giấu mặt xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đã dành cho chương trình của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tuần sau lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình song ca giấu mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Hãy đón xem tập 21 Song ca giấu mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 23 tháng 9 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.